Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng tù chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo Hoàng bồi thường 120 triệu đồng về các khoản chi phí điều trị, mai táng, tiền tổn thất tinh thần. Theo cáo trạng, chiều ngày 27 tháng 3, ông Hoàng và một phụ nữ, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau về việc trước đây bà này nuôi vịt có mùi hôi, ảnh hưởng đến gia đình ông Hoàng. Cả hai cầm một thanh gỗ xông vào đánh nhau, ông Hoàng đánh nhiều phát vào đầu và vai của người phụ nữ khiến bà ngã gục xuống đường. Mặc dù nạn nhân đã gục tại chỗ, nhưng ông Hoàng vẫn dùng cây gỗ đánh liên tiếp khoảng 21 lần vào đầu nạn nhân và chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Do vết thương quá nặng nên người phụ nữ tử vong vào khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ là do chấn thương sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết thân não, vỡ vòng sọ.